những phương pháp tự nhiên giúp giảm đau khớp. Khi khớp bắt đầu đau nhức, khô và khó vận động, bạn nên tìm cách chữa trị ngay lập tức. Nhưng khá nhiều loại thuốc kháng viêm không steroid như naproxen hoặc ibuprofen có thể khiến bệnh càng nặng hơn. Thay vì dùng thuốc, bạn có thể thử các phương pháp chữa trị tự nhiên xem sao. Khi phải đối mặt với những cơn đau khớp, bạn sẽ tìm mọi biện pháp chỉ để giảm đau thật nhanh. Tuy nhiên, bạn lại khá e ngại khi sử dụng thuốc giảm đau bởi những tác dụng không mong muốn của chúng hay nguy cơ gặp tương tác với các thuốc khác, hay đơn giản vì việc sử dụng thuốc đơn độc là chưa đủ để giảm đau. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những phương pháp không dùng thuốc để đối phó với cơn bệnh khó chịu này, thì chườm đá hay chườm nóng có thể là một cách. Tuy nhiên, đó không phải là những lựa chọn duy nhất. Bạn hãy thử 7 biện pháp tự nhiên giúp giảm viêm và làm dịu cơn đau khớp sau đây. Châm cứu. Các bằng chứng khoa học chứng minh châm cứu có thể giúp cải thiện cơn đau khớp có vẻ như chưa được chắc chắn, do trong các nghiên cứu này khó có thể đánh giá được hiệu quả của nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu tổng quan vào năm 2013, có những bằng chứng cho thấy liệu pháp điều trị thay thế này có thể cải thiện đáng kể cơn đau và tình trạng cứng khớp ở những người mắc chứng đau cơ sơ hóa, một tình trạng gần giống viêm khớp, đặc trưng bởi các cơn đau cơ xương khớp lan rộng. Do vậy, nếu bạn không e ngại khi phải tiếp xúc với các cây kim, hãy thử đi châm cứu xem sao. Cần nhớ rằng, có thể phải sau một vài lần châm cứu, bạn mới có thể thấy hiệu quả. Tham gia các môn thể thao dưới nước, bơi lội, tập aerobic dưới nước hay các môn thể thao dưới nước khác giúp tăng cường sự dẻo dai và sức mạnh mà không cần lực tác động quá mạnh. Một nghiên cứu tổng quan vào năm 2014 trên tạp chí Physical Therapy chỉ ra rằng việc luyện tập dưới nước có tác dụng giảm đau và cải thiện chức năng vận động ở những người có mắc chứng viêm xương khớp ở phần chi dưới. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2015 tại Hà Lan đã chứng minh rằng một khóa luyện tập dưới nước khoảng 45 phút sẽ giúp giảm chứng đau khớp gối rất hiệu quả. Sử dụng một số gia vị và thảo mộc. Capsaicin, một hợp chất mang lại vị cay nóng có trong tiêu đen, vốn cũng được sử dụng trong các thuốc giảm đau tại chỗ, dạng kem hay thuốc mỡ. Chất này sẽ làm giảm tạm thời hợp chất P, một chất hóa học tại não bộ có tác dụng kích thích các thụ thể gây đau, do vậy làm giảm các cơn đau khớp. Trên thực tế, một nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve đã chỉ ra rằng 80% những người bị viêm xương khớp hay viêm khớp dạng thấp đều nhận thấy cơn đau giảm đáng kể sau khi bôi kem có chứa capsaicin 4 lần một ngày trong vòng 2 tuần. Cân nhắc về một số thực phẩm bổ sung glucosamine và chondroitin sulfate, cả hai thành phần đều có mặt trong sụn khớp, là những sản phẩm được sử dụng rất phổ biến để điều trị tình trạng sưng và đau trong viêm xương khớp. Mặc dù các nghiên cứu về hiệu quả của chúng còn gây khá nhiều tranh cãi, nhưng một nghiên cứu tổng quan vào năm 2015 cho thấy rằng sự kết hợp của bộ đôi này giúp cải thiện đáng kể các cơn đau và tăng cường chức năng vận động ở những người bị đau khớp gối. Theo các chuyên gia, sử dụng những sản phẩm này không gây ra nguy cơ hay tác dụng phụ nào, nên người bệnh hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng. Tăng cường ăn cá. Không có gì nghi ngờ rằng thành phần axit béo omega 3 có trong dầu cá có những đặc tính kháng viêm rất hiệu quả. Do vậy, người ta cho những thực phẩm chức năng chứa loại axit béo này cũng có thể giúp các khớp cảm thấy dễ chịu hơn. Một nghiên cứu năm 2015 tại Thái Lan cho thấy rằng những người bị sưng đau khớp gối khi sử dụng 1.000mg dầu cá trên ngày trong vòng 8 tuần có giảm đau khớp, tăng đáng kể khả năng vận động của các khớp. Một nghiên cứu khác cũng chứng minh cung cấp các omega 3 giúp những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp giảm tình trạng lệ thuộc vào thuốc giảm đau. Tham gia tập luyện một môn võ thuật cổ truyền. Tập thái cực quyền là một biện pháp ít gây tác động mạnh đến các khớp xương mà vẫn giúp tăng cường sức mạnh của các cơ bắp quanh khớp và tăng khả năng vận động. Một nghiên cứu tổng quan vào năm 2013 tổng kết trên 7 thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy rằng một chương trình luyện tập thái cực quyền trong vòng 12 tuần giúp cải thiện các triệu chứng đau, cứng khớp và tăng cường chức năng vận động ở những người bị viêm xương khớp. Bọc các khớp lại. Bạn bị đau khớp gối
Hãy bọc các khớp lại trước khi đi ngủ sẽ làm giảm tình trạng sưng và khó chịu, cũng như ngăn chặn tình trạng va đập giữa các khớp khi ngủ. Vào ban ngày, bạn có thể sử dụng một thiết bị bảo vệ khớp gối để giúp tăng cường hỗ trợ cho các khớp này và giữ các khớp ở đúng vị trí khi di chuyển. Do vậy, bạn sẽ cảm thấy bớt đau hơn cả vào ban ngày và ban đêm. Thank you.